tôi nhập vô xác này sao? Giờ tôi rất là hiền lành mà. Hiền lành lắm. Bây giờ nhập vô cái xác này. Ừ. Ngon luôn. Ê, không có được mày. Bậy bạ. Nó là vợ của ta. I am Mr. Simple. Rồi, nói chuyện với hai bà đi. Thầy. Cái gì vậy? Trời ơi, hả? Cái gì vậy? Vì sao cái mặt của tôi đang làm đây mà cái tướng tôi làm đây? Đâu mất rồi? Thầy. Cái gì vậy? Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu? Cái này. Hả? Mình. Trời ơi, em nhớ mình quá. Cái gì vậy? Em không... Em nhớ mình quá mà trời ơi. Hai con hãy ngủ yên, chồng các con sắp đến đây triệu hồi các con dậy rồi đó. Dạ chào pháp sư. Ông tới trễ hẹn rồi đó nha. Dạ, tại vì bận phải đi mua sầu riêng tới cúng vợ. Tôi không cần quan tâm thị trường trái cây hiện nay ra sao. Tôi chỉ cần biết ông đã tới trễ 5 phút. Sai giờ linh là vợ ông không có lên đâu, nghe chưa? Dạ, thôi pháp sư tha lỗi. Lần sau phải cẩn thận. Dạ. Sầu riêng mua cái mơn hay là sáu ri vậy? Dạ. Không biết, tại người nhà nó mua. Dòm trái sầu riêng như trái mặn cầu. Thấy sượng tới nơi rồi đó. Dạ. Mai mốt mua cái loại mà hột lép bao ăn mà Nguyễn Duy Phương kìa. Dạ. Hôm nay nguyên khí ta bị hao tổn rất nặng, tại vì ông đi trễ giờ, nên ta phải dùng năng lượng gấp đôi để triệu hồn vợ ông về. Ông nhớ, nói thì phải nói cho gấp rút. Dạ. Nói gói ghém thôi, nói nhiều, nói đi ta mệt. Nghe dạ. Chưa? Dạ. Còn vợ ông lúc sinh thời tính cách nó ra sao? Vợ của con ở sinh thời là tính rất hung dữ. Hung dữ rồi thì nó đi rồi thì ông cho nó chết luôn đi, ông chịu nó về làm cái gì? Dạ không được. Tại vì ngoài cái tính hung dữ ra, nhan sắc của vợ con rất đẹp. Mà con là một người lái buôn, này đây mai đó, con lại thích cái tính cách dữ dằn như vậy. Nên là... Mày biến thái rồi. Không ai đi thích con vợ dữ hết trơn hết trọi. Dạ, dữ như vậy nó mới hay ạ. Thôi được rồi. Sở thích mỗi người mỗi khác. Nhiệm vụ ta cũng chỉ là gọi hồn. Xác vợ ngươi, ngươi đã gửi cho ta. Phương pháp của ta là giống như phương pháp của xác ốp Ai Cập, hiểu không? Dạ, dạ. Ta phải ốp cho nó thấm gia vị. Xả đồ, mình bầm vô. Mình lắc lá quế rồi mình bỏ vô. Mình đẩy lên, thấy không? Cho nó xua tan cái mùi hôi đi thì cái xác nó mới tươi được. Dạ. Yeah. Gọi hồn nó mới linh nghiệm được, phải không? Dạ dạ dạ. Nhắc tới là ta lại thèm nghiêu hấp xả. Trời ơi. Cái gì vậy pháp sư? Thôi đừng có quan tâm tới chuyện đó đi. Tập trung vô. Ai mani namanat oi ơ. Trời ơi, chết chưa
Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Nói nhanh, nói nhanh. Nhận ta ra không? Nói nhanh. Nhận ra không? Nói nhanh. Nhận không? Nói nhanh. Đừng ra bên trường. Phu nhân. Nói đi rồi. Cái gì vậy? Tôi chưa kịp nói gì hết mà. Ta đã nói rồi, nguyên khí ta hôm nay không được tốt. Ngươi đã tới trễ, nó sai cái giờ linh. Thôi, hôm nay sai giờ rồi, đi về đi. Có muốn gặp, ngày mai đúng giờ ngọ tới đây. Dạ. Xin lỗi pháp sư. Sầu riêng để vô trong buồng. Lát nữa tao rảnh tao vô ăn. Ta phải ăn là tao mới có nguyên khí mới triệu con vợ mà về được chứ. Dạ. Tôi để đây nha pháp sư. Ừ. Dạ. Chào pháp sư. Hẹn gặp ngày mai. Tiễn nha. À, ông tới rồi đó hả? Mình ơi, ông trễ 10 phút rồi có biết không? Kẹt xe. Giờ nay mà còn giao thông với xe cộ. Mình ơi, tôi gửi mình ở đây mấy ngày rồi mà ông thầy pháp sư ông không đưa mình về với tôi được. Muốn đưa về là phải đúng giờ, trễ 10 phút ta phải hao tốn nguyên khí lắm, người có biết không? Lần sau phải đến đúng giờ nghe chưa? Mình ơi, trời, nó không quan tâm gì tới mình hết trời. Mình ơi, không có mình làm sao tôi sống được. Mình ơi. Vậy mày tự gọi luôn đi nha, tao đi ngủ nha. Thầy giúp tôi đi. Nó tới, nó là khách hàng mà như má mình vậy đó. Giúp tôi đi, không có vợ tôi làm sao tôi sống được. Lần sau nhớ đến đúng giờ nghe chưa? Mình ơi. Tao đi ngủ đi. Thầy giúp tôi đi thầy ơi. Mày nói mình ơi đi, tao quay điện nè. Dạ dạ. Nè nè, nè bên phải quay nè. Dạ. Vợ ơi. Trời đất ơi. Làm sao tôi sống được đây? Giúp tôi đi thầy ơi. Đừng yên rồi đi. Để ta triệu hồn vợ ngươi về. Lúc sinh thời bãi là người như thế nào? Số 1. Vợ mày ốm như số 1 hả? Cái gì cũng tốt hết đó. Tính tình hiền lành, chất phác, nhân hậu, thương yêu, giúp đỡ những người xung quanh trong gia đình. Không bao giờ biết ganh tị với thế giới xung quanh. Ai chửi cũng nghe, ai khen cũng thích, vậy thôi. Mà sao cái xác nó ngắn ngủn vậy? Ăn thiếu iốt đâu có phát triển được. Trời đất ơi. Sao nó rung dữ vậy mày? Có dấu hiệu dịch tị, có dấu hiệu hồn về. Trời ơi, sao nó rung dữ vậy? Hồn về, hồn về. Chưa. Ngộ liền, hình như nó muốn về rồi. Gọi liền đi. Ê, này, ông mày có chồng này cái chồng này cái bà nhập xác rồi. Ôi. Nói nhanh. Nói nhanh. Mình ơi. Nói gì chưa? Chưa nói chuyện mà đi rồi. Tao kêu mày nói nhanh, mày lo mình ơi không à? Xúc động. Vợ mày lên mày nấu liền đi, mình rứng mình rặn nữa ngày à. Xin lần nữa. Một lần nữa thôi nha. Mày đi bà về. Nói nhanh. Nói đi. Mình ơi. Nghỉ đi, khỏi làm nữa đi. Tao nấu thiệt. Tao làm cái này tao nói thiệt, mày nói chưa về là tao chết trước tụi nó rồi. Tao nói thiệt. Xúc động quá. Mày xúc động tao kinh động nè. Tao kêu hoài tao bị nói. Mình ơi. Mày rặn cho khi nào tao chết thì mày mới vừa lòng phải không? Xúc động. Giờ sao ông hết giờ linh rồi. Thôi đi về đi. Ngày mai rồi tới. Khi nào mới có linh nữa? Ngày mai giờ ngọ. Đến đây gặp ta. Ý trời ơi. Nào vậy? Mình ơi, ơi, em chưa nói với mình lời nào, em chết không nhắm mắt. Anh cũng vậy, sống không mở mắt. Mình ơi, em chết rồi, không ai lo cơm nước cho mình. Mình phải giữ sức khỏe nha. Không cần, anh có quán cơm mà, anh tự ăn được. Cô quay ra đi rồi, ngày mai tới. Thôi đi. Đi cho tao bán buôn mày ơi. Thầy ơi. Mày đi mày thầy ơi. Làm cho tao vợ mày chết. Đi. Mai giờ ngọ đúng không? Mai giờ ngọ tới. Mày biết giờ ngọ giờ nào không vậy?
12 giờ trưa tới 1 giờ chiều. Trời đất ơi. Cái giờ đó là giờ mùi. Giờ ngõ nhích lên. Giờ ngõ là 12 giờ đêm nghe. 12 giờ đêm tới đây gặp thầy. Ừ. Thầy nhớ đừng có ngủ nha. Bây giờ đó có gì ta đặt chuông báo thức cho. Thôi đi về đi, thôi đi về đi. Mình ơi. Có bao giờ nó ra ngoài kia rồi xe cán nó chết luôn không ta? Nó đâu có dòm đường đâu. Ngày hôm sau. Ai. Đã gần đến giờ ngọ mà hai cái tên kia biết ra tới chưa? Dạ, thưa thầy. Này còn tới đúng giờ rồi đó. Hôm nay người tới đúng giờ hơn rồi đó. Dạ. Hôm nay ta đã chuẩn bị sẵn những cái hũ cốt ở đây. Đây là những cái lọ cất giấu linh hồn của người ta lại. Lần này ta sẽ cho hồn nhập vào đây. Nó có một cái bệ phóng, nó sẽ ở được lâu hơn. Dạ. Hôm nay là cái ngày lễ quan trọng. Nhớ. Nói liền nghe. Dạ dạ. Phu nhân. Phu nhân. Ai vậy? Em à. Ai vậy? Em có nhớ anh không? Anh chờ, anh chờ, anh chờ, anh chờ. Ông là ai? Cái gì? Ông ai vậy? Ủa đây là? Không nhận ra ta hả? Hay là chồng phu nhân nè? Không. Hả? Kì. Trời ơi, cái Út Rạc bắt đi. Không, Út Rạc. Ê, Út Rạc. Cái gì vậy? Về. Đứng hình. Pháp sư. Ra đây, ra đây. Vậy là sao? Ra đây, ra đây, ra. Tại sao rằng vợ tôi không nhận được? À, chắc là có một cái số kỹ thuật bị trục trặc trong cái lúc gọi hồn về. Hình như nãy tôi nhập lộn password. Thôi à, ông tạm lánh đi. Để ta thay đổi lại một tí, một lát nữa khi mà ổn rồi ta kêu ông vô. Cô chắc không vậy Pháp sư. Đi 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 đi. Dạ, tôi xa lắm đó. Vô đây tịnh dưỡng, đi vô đây ngồi uống trà tịnh dưỡng chút xíu. Lát nữa ta sửa xong ta kêu ông vô. Vô đâu? Đi 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 vô đi. Phòng của ta. Ừ. Sao kỳ vậy ta? Mình ơi. Trời ơi. Mình ơi. Tới rồi sao không gõ cửa làm hết hồn à? Tôi tới đúng giờ không thầy? Ở kế bên cái xác không sợ, ở ghê cái con người như mày tao sợ đó. Mình ơi. Mình ơi. Nói gì nói lè lè nghe. Mình ơi, không có mình làm sao tôi sống được mình ơi. Hôm nay là vợ Linh đó. Mình ơi. Mình ơi. Tán một cái bây giờ à. Đi đâu nhào nhào vô lên mình ơi à. Kêu tao dậy đây, chị đây. Chết không yên vậy đó hả? Nó biểu rồi. Cúng sầu riêng đi. Cúng ba cái chuối ăn ớn thôi bà nội à. Ủa? Mà cái thằng quỷ chồng nó già rồi. Ủa? Sao người ngắn ngủn vậy? Cái gì vậy? Cái này cái tay và cái chân. Trời ơi! Tôi đây mà. Ê! Cái xác của tôi. Đứng hình. Trời đất ơi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Chết rồi. Ê, nó nghe nè. Ông ơi. Ui. Chuyện gì? Gì vậy? Được rồi hả? Mình ơi. Cái gì vậy? Ông kêu ai vậy? Tập trung sự chú ý. Trời ơi. Chuyện gì đang chạy ra với vợ tôi vậy thầy ơi? Tôi nghĩ là họ nhập lộn xác rồi. Cái gì? Con vợ ông nhập lộn vô xác vợ của ông này. Trời ơi. Bây giờ nó nghe nè. Bây giờ hả? Hai ông ráng nha. Bây giờ coi như là hôm nay nó chắc nó bị đảo lộn chút xíu. Ráng mượn cái xác của đối phương nói chuyện với nhau, muốn cái gì nói cái đó. Khoan. Giờ tôi nhập vô xác này sao? Ừ.
Giờ tôi rất là hiền lành mà. Hiền lành lắm. Bây giờ nhập vô cái xác này. Ừ. Ngon luôn. Ê, không có được mày. Bậy bạ. Nó là vợ của ta. Thì bây giờ ông cần giữ, giữ quá trời nè. Hồi nãy nó chửi nguyên một đàn rạp luôn, nó chửi, chửi quá trời chữ. Giữ nhưng mà phải đẹp. Hả? Trời đất ơi, vợ ta đẹp gì không lấy vợ ông xấu ảnh à. Quan trọng là cái hồn bên trong chứ xác nhầm nhò gì. Ừ. Mình ơi. Ủa mình thôi vậy chẳng tính ra. Tao đâu có ngu vậy. Lấy cái xác vợ ngươi về tao lỗ sao? Bây giờ thương thảo đi. Bây giờ ráng nha. Tao cho ta nó về. Chỉ cần phần hồn thôi, tao không đụng tới xác đâu. Tao cho hai tụi nó nhập về một lúc nha, tự giải quyết nha. Ê, trời đất ơi, tao nói rồi, béo đi tay không à, sao ghen đâu? Đó, tươi chưa? Tao đấm nó nữa. Má tôi quá. Mình ơi. Nãy già rồi, tao nói ông bao nhiêu lần rồi. Sao gì vậy? Muốn lo kìa mày. Không muốn lo anh nào không? Xinh đẹp vậy. Tao béo đừng khúc chui mà. Mình ơi, đứng lên. Sao béo mày đây? Rồi đứng lên, đi về gấp. Đi. Ê, bác sư. Rồi ông thầy ông ném bùa rồi. Trời ơi thầy ơi, tôi đưa cho 30 lượng vàng nữa, tôi lấy cái này về luôn được không? Thầy ơi thầy. 30 lượng, 30 lượng. Tao xuống. Mình ơi, bây giờ vậy ông thầy ông lỡ lộn tranh thủ khúc này hung tôi mấy cái được không mình? Thôi đi. Thầy bà. Háo sắc à. Nè, đừng có nước đục thả câu cái bu qua đây à. Chết rồi. Sao mà sai phạm trầm trọng vậy ta? Không sao đâu, có sai này bỏ được mà. Cái gì? Thôi bây giờ thế này, đợi ta chút xíu. Để ta nhập hồn lại một lần nữa, sẽ tráo thân xác của họ lại cho nhau. Được không thầy? Bớt lại đi nghe, đừng có háo sắc quá. Được không thầy? Ta là thầy mà. I am Mr. Simple. Rồi, nói chuyện với hai bà đi. Thầy. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Vì sao người mặt của tôi đang làm đây mà cứ tức tôi làm đây? Đâu mất rồi. Thầy. Cái gì vậy? Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu? Cái này. Hả? Mình. Trời ơi, anh nhớ mình quá. Cái gì vậy? Anh không... Anh nhớ mình quá, mình ơi. Cái gì vậy? Con nhớ gì bên kia? Tôi nhớ gì vậy? Tôi nhớ gì vậy? Không lẽ hai cái hồn nó vô đây luôn rồi trời. Từ từ, từ từ. Nhầm lớn. Đi ta đảo lại. Ui, 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 ui. Trời ơi, hồi nãy hai cái hồn mới nhập vô hai ông luôn kìa. Mình ơi. Mình cái gì? Trời ơi, bây giờ vợ tôi đang bên đó hay bên đây? Bây giờ tôi cũng không biết nữa. Bên đây đi, bên đây đi. Bên đây phải không? Bên đây đi, ngon mà. Mày đừng có xạo. Vợ tao bên đây. Rồi bây giờ, một lần cuối, một lần cuối. Lần cuối đi, lần cuối. Mình ơi. Để ta, để ta. Trời đất ơi, pháp thuật tao bữa nay sao kỳ cục vậy? Nam mà khai chạm, phải chạm mà khai không cả hai nam mà chạm mới khai nè. Ây da, yes. Nó vậy rồi, nó vậy rồi. Nó vậy rồi, nó vậy rồi. Hả? Vậy là sao pháp sư? Hey. Yeah. Yeah. Mình ơi. Mình giờ cái gì vậy? Xin kêu cứu cho tôi. Sầu riêng. Đưa ra đi. Mình ơi. Cái gì vậy? Mình ơi. Đứa nó ngoài gì đó. Đụng hồi vậy đấy. Đừng bao giờ kêu vậy nữa nghe chưa? Mình ơi. Dạ. Đừng có đừng lại con tôi nữa. Mình ơi, tôi sai rồi mình ơi. Không sư. Sai rồi mình ơi. Mình ơi. Không sư. Sai rồi mình ơi. Mình ơi. Trời ơi, buồn chứ. Buồn chứ. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Ơi. Mình ơi.
Mình ơi, cũng mất được 49 ngày rồi. Mình sống khôn thác thiên thì mình về mình tìm thôi. Mình nói với tôi vài lời đi. Chưa bao giờ, chưa một đêm nào tôi ngủ yên cả. Tôi rất là hối hận khi những ngày cuối đời tôi không thể chăm sóc tốt hơn cho mình, để mình ra đi sớm quá. Chỉ có 20 ngày ngắn ngủi thôi. Nếu mình thương tôi, mình về nói với tôi vài lời nha mình. Mình ơi, tôi thương mình lắm. Tôi chưa bao giờ trách mình hết. Tôi được mai mối rồi gả cho mình. Suốt thời gian hai đứa ở bên nhau, tôi luôn trách mình. Trách mình sao mình quá vô tâm, không bao giờ lo lắng cho tôi, không bao giờ để ý đến tôi, cũng không bao giờ quan tâm đến tôi hết. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, lỗi là ở tôi. Tôi là người vợ, nhưng đã không đồng cảm và hiểu cho chồng mình. Mình đừng có nói như vậy. Là lỗi của tôi. Tôi không phải là chỗ dựa vững chắc để cho mình ra ngoài làm việc. Công việc của mình cứ hay đi xa. Mỗi khi có bệnh nhân gọi thì mình lại đi rồi bỏ tôi. Có lúc đêm xuống mình cũng không trở về. Tôi thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm. Lòng tôi lúc nào cũng oán trách mình. Nhưng mình biết không, tôi thương mình lắm. Tôi cũng thương mình lắm. Tôi không giận gì mình đâu. 20 ngày, 20 ngày sau khi sinh ra được đứa con của mình, tôi mới thật sự thấu hiểu được tình yêu mà mình đã dành cho tôi. Tôi biết là tôi đã trách sai. Tôi không phải là một người vợ tốt. Mình đừng có nói như vậy. Tôi xin lỗi mình mới đúng. Tôi không có làm tròn bổn phận của một người chồng. Tôi không thể ở với mình lâu hơn. Mình mới sinh xong có 20 ngày mình đi. Đột ngột quá mình ơi. Tôi chưa kịp nói gì với mình. Không sao đâu mình à. Thời gian lâu hay mau không quan trọng. Quan trọng là trước lúc tôi rời đi, tôi đã kịp nhận ra tình yêu mà mình dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Thì mình tha thứ cho tôi nha. Tôi sẽ không giận mình đâu. Mình có nghe tiếng gì không? Là tiếng chuông. 49 ngày rồi, tôi phải sắp rời xa căn nhà này rồi. Mình ơi, mình đừng có bỏ tôi đi mình ơi. Tôi sắp phải rời xa mình rồi. Mình ơi, mình đừng có bỏ tôi đi mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Tôi thương mình lắm. Nhưng tôi phải đi rồi. Mình ơi. Ơi. Mình thương tôi, hãy ở lại. Hãy chăm sóc cho con của mình. Mình ơi, đừng bỏ tôi đi mình ơi. Mình ơi. Tôi phải đi rồi. Tôi phải đi rồi mình ơi. Đừng có bỏ tôi đi mình ơi. Tôi thương mình lắm. Đừng bỏ tôi đi. Đừng bỏ tôi đi.
Đừng bỏ tôi đi. Tôi thương mình lắm. Đừng bỏ tôi đi mình ơi. Đừng bỏ tôi đi. Tôi thương mình lắm. Đừng bỏ tôi đi. Tía, tía mất hồi nào vậy tía? Tao đang ngủ mắt tiểu, tao đi tiểu cái gì? Tao mất gì? Ngồi xuống. Trời ơi, tía ơi, tía làm con hết hồn. À, còn cái gì? Thì tối mà tía bận đồ trắng, tía đi ra, con nói gì con tưởng là tía quá. Tao là hội đồng, tối ngủ tao bận đồ trắng, tao ngủ không mày hiểu chưa? Tại vì, tía ơi, con nói biết tía tin không? Cái gì? Hồi nãy vợ con về. Cái gì? Trời ơi, nãy con ngồi đây con thiếp đi. Vợ con về kiếm con. Có hiện về hả? Cô nói là cô tha thứ cho con cũng trách gì con hết. Con xin lỗi tía nhiều lắm. Con là một cái thằng rể không có tốt. Con không có cứu được vợ của con. Vợ con sinh 20 ngày là đã đi. Con xin lỗi tía nhiều lắm. Con đừng có nói về Thành à. Con tuy là con rể của tía, nhưng tía rất là thương con. Coi con như con ruột. Con Tường nó văn số. Vừa sanh em bé ra là nó bị lên máu hậu sản qua đời. 20 ngày cuối cùng của nó tía còn nhớ rất rõ. Con đã chăm sóc cho nó từng miếng ăn, đồ ăn trong nhà thương con cũng tự nấu. Con chăm sóc nó từng viên thuốc, con đút cho nó uống, tía thấy hết mà con. Tía không quên được đâu. Thôi, tía đi tiểu đây. Tía ơi, xin lỗi tía nha. Con không cứu được vợ con, tía đừng buồn nha. Con không có bảo vệ con gái tía được. Tía nói rồi. À, sẵn đây tía có vụ này muốn nói với con. À, tía chưa đi nữa hả? À, không, tía nói xong rồi tía đi cũng được. Dạ. Vì con quá là thương vợ con của tía, tía quyết định là bây giờ tía cũng già rồi, không biết là đi bất cứ lúc nào. Tía tính làm, tôi làm sẵn giấy tờ hết rồi. Trời ơi, giao hết tài sản này, cơ ngơi này để tía cho giữ con. Đi tía. Trời ơi, con nói thiệt, con là bác sĩ mà, con đi suốt, con có dám nhận cái này đâu, con nói thiệt. Không, con nhận đi. Con là con rể của tía là con vui lắm rồi. Tấm lòng của tía, tía thương con. Thôi mà bây tía, giờ con Tường nó đi rồi. Thôi mà tía, tía buồn lắm. Tía ơi, đừng có cãi tía mà. Tía. À mà khoan. Hả? Chưa đi nữa hả? À. À, cách đây mấy bữa có một cái tổ giám định ghé nhà tía đòi khám nghiệm tử thi của con Tường. Cái gì? Tại sao? Tía cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà tía đâu có cho. Trời ơi, con tía vừa mất ha, chưa đầy 49 ngày mà bây giờ nó đi bươi móc nó ra coi, nó đâu có chấp nhận được. Đúng rồi, tại sao họ lại làm những cái chuyện như vậy? Thôi, tía đi. Dạ. À bà khoan. Dạ. Tía mất chưa? Tía nói xong rồi tía đi. Dạ. Tía có một cái thắc mắc. Dạ. Tại sao cái tổ giám định nó lại đòi khám nghiệm tử thi con Tường? Chắc chắn là phải có vấn đề khúc mắc gì bên trong. Bác sĩ thì nói cô bị hậu sản. Con cũng không biết nữa. Bệnh đó thì bình thường. Dạ. Mắc mới gì mà phải khám nghiệm tử thi? Thì đó. Chắc là họ lầm lẫn gì rồi đó tía. Việc này tía phải suy nghĩ lại. Dạ. Thôi, tía đi thiệt đây.
qua đây làm gì vậy? Em đâu có đi qua bình thường đâu, em phải leo. Nhà có ông họ Đồng mới vô đây được đó. Em có biết là em là một cái người danh gia vọng tộc, em đi qua nhà người ta vào đêm khuya như vậy là rất là bất lịch sự không? Em biết. Nhưng mà tại bây giờ em ốm ngán, em thèm chua, em muốn doctor phải cắt được chua cho em ăn. Em đi về đi. Tại sao? Tại sao em phải về? Em không về. Em không về. Em có biết ở đây là nhà cũ của vợ anh không? Biết chứ. Nhưng mà anh hay quá à. Lúc mà em vừa mới mang thai 2 tháng, anh cứ nói là không được cho mọi người thấy bụng, để anh về giải quyết. Anh giải quyết bằng cách nào mà 20 ngày sau kia chỉ sanh, tự nhiên cái chị chết. Cảm ơn chị. Tự nhiên chị chết hay quá, em mới được làm vợ anh. Mới nói cái gì? Đứng ở nhà người ta, đứng trước bàn thờ của vợ mà nói vậy. Ôi em xin lỗi chị, em xin lỗi chị. Nhưng mà chị chết rồi mà. Anh ơi, vậy bao giờ em được mặc áo cưới? Đi về đi. Giận em hả? Bây giờ cái bụng bầu nó bự nè, em không che được nữa. Ba của em dù gì cũng là viện trưởng một cái bệnh viện. 2 tháng với 49 ngày, bây giờ là 3 tháng mấy rồi, em hết giữ được rồi. Em làm ơn đi. Em thật quá bất lịch sự. Vợ mới mất có 49 ngày. Em làm cái gì vậy? 49 ngày. Rồi từ từ mình đám cưới chứ em làm cái gì vậy? Nhưng mà cái bụng nó không có chờ. Cái bụng nó không chờ, từ từ anh giải quyết. Ba em là viện trưởng, có cách hết. Cách nào? Ba em là viện trưởng, ba em cũng chỉ là một người bác sĩ thôi. Đâu có cách nào làm cho cái bụng này nhỏ đi. Bây giờ làm sao bây giờ? Em cứ mặc đồ rộng lên, không ai biết đâu. Em là con gái, từ đó tới giờ có bao giờ bận đồ rộng đâu. Em đi về đi, ở đây là nhà cũ của vợ anh. Tại sao em phải về? Chị đã chết rồi. Em có thể bớt cái miệng em lại được không? Em xin lỗi nha, em xin lỗi chị. Hay là em thắp cây nhang cho chị. Anh ơi, anh gọt xoài cho em ăn đi. Em thèm chua. Chị chị chết 49 ngày rồi, ngày mai chị đi nha, để tụi em được cưới nhau. Em thắp cho chị cây nhang nha. Em đừng có nói nhăng nói cuội, em làm leo rồi đi về cho tôi. Em đừng có kinh động vợ cũ của tôi nhé. Thắp nhang xong rồi đó, đi về đi. Hương, tôi nói em có nghe không vậy? Em đi về đi. Mình ơi, tôi thương mình lắm mình ơi. Nói đi nói khùng cái gì Hương? Em đi về ngay, nhanh lên. Đi về. Mình ơi. Em không bao giờ kêu anh mình ơi. Con mình 20 ngày tuổi, em giao lại cho mình. Mình có chăm sóc tốt không mình ơi? Em nói cái gì Hương? Em có biết em đang nói gì không vậy? Mình chưa có con mà. Em thương mình lắm mình ơi. Em lại. Hương. Hương em có biết em đang nói gì không vậy? Mình ơi. 20 ngày sau khi sanh, sao mình lại bỏ hết công việc để mình lo cho em vậy mình? Em thương mình lắm mình ơi. Cô là ai? Em là Tường đây mà. Mình không nhìn ra em hả mình? Cô là? Em là vợ có cưới hỏi của mình mà. Em có sanh con cho mình mà. Con mình đâu? Khỏe không anh? Mình nói cho em biết,
Sau khi sanh 20 ngày, sao mình cứ bỏ hết việc? Mình lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ vậy mình. Mình biết là em thương mình lắm mình ơi. Cậu có biết cậu đang nói gì không vậy? Tại sao? Tại sao? Cậu nói cái gì vậy? Tại sao? Tại sao mình lại giết em? Tôi giết cậu hồi nào? Em biết hết mình ơi. Em lấy mình là con nhà danh giá. Em lấy mình, em là con gái còn tân. Em lấy mình, em sanh cho mình con. Em có làm lỗi gì đâu mà mình giết em. Mà mình giết em. Mình giết con hồi nào? 20 ngày mình chăm sóc em, 20 ngày em ăn cơm, em uống nước, một tay mình lo. Tại sao em chết vậy mình? Mình là bác sĩ, mình phải biết đúng không mình? Đúng không mình? Mày là ai? Em là Hương. Quay nhập em đó.
Đây là một cái câu chuyện khá là rùng rợn, nên dàn dựng ra một cái vở nó cũng hơi ma quái một chút xíu, cũng mang cái màu sắc liêu trai. Đó ra là trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải thật sự tỉnh táo khi cảm nhận tình cảm của một người khác đối với mình. Tại vì đôi khi chính những cái người thân của mình lại là những cái người họ hại mình. Và xin được cảm ơn sự diễn xuất rất là tài tình của chị Việt Hương. Chị thì tham gia với tụi em rất nhiều rồi, chị hôm nay chị lại rất là thích Cát Tường. Ha, Cát Tường vẫn điềm đạm như ngày nào. Rất là cảm ơn anh Chí Tài và cảm ơn sự hợp tác của chị Cát Tường trong cái vở kịch này. Hy vọng là vở kịch đã mang đến cho quý vị và các bạn một tí gì đó để động lại, một cái màu sắc mới so với những vở kịch lần trước mà chúng tôi đã gửi đến quý vị, một màu sắc hoàn toàn mới.